với chiêu lừa luôn biến hóa khôn lường, khoác lên mình bộ dạng giàu có, đến đây rẽ mồ côi để quyên góp những ít tiền. Hôm nay anh em chị á đi làm từ thiện hay nghèo khổ, thậm chí là lợi dụng cả trẻ nhỏ. Con đói quá mẹ, chú ai cứu con vậy? Chỉ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Và trong tình huống được tái hiện ngay sau đây, kẻ gian sẽ dựng nên màn kịch gì đây? Cùng theo dõi quý vị nhé. Chuyện cảnh giác 16:40 chủ nhật tuần này trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị và các bạn đón xem.